Xin chào toàn thể quý vị các bạn đã quay trở lại với trung tâm điện tử Đức Trung Audio. Ok, các bạn đang xem nhớ tạo cho một like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video gọi là mới nhất bên tại kênh của âm thanh Đức Trung. Ok, thì hôm nay giới thiệu các bác là em vừa cập bến được một container khoảng 50 quả cơ ạ. 50 quả bác là thoải mái nhá. Đấy, cái này em vừa cho vào kho chuẩn bị xuất đi luôn này. Đấy, thì trong khi ông vậy kìa, khoảng là 10 chục, hơn chục quả là chuẩn bị gửi đi. Đấy, cho em là trước khi gửi đi em quay luôn video cho các bác này. Đấy, cho các bác đây là một dòng súp hơi nhá. Hôm giới thiệu bác một dòng súp hơi bãi, dòng đẳng cấp, một dòng nhập khẩu chất lượng, dòng TF, dùng công nghệ Anh Quốc, dòng siêu VIP, sử dụng một lớp ngoài là một lớp lưới chống bụi đẳng cấp, mà sơn là sử dụng một lớp sơn sần cát mịn anh em nhá. Một dòng cực kỳ chất lượng anh em ạ. Thùng rất là sâu, tiếng đánh như B52 luôn. Dòng là dòng súp hơi từ 220 cùng 100 thì anh em gia đình hai đôi full 30 với phải dùng cái quà này nhá. Vì nó là súp hơi mà từ to anh em, không khác gì loa súp 50 luôn. Đấy, và bên mặt ngoài của nó này, đấy mặt của nó thì nó dùng một tay sách hình trái tim rất là đẹp. Sơn nói chung em đánh giá rất cao sơn này. Đấy, một cái cọc loa này rất đẳng cấp. Và đằng sau này, đấy đằng sau này TF Audio nhá. Dòng này dòng chất lượng, dòng VIP 1 rồi. Ok các bác. Đấy, trước khi gửi đi em cũng có tháo sẵn lỗ thất cho anh em đây rồi. Đấy, đấy chứ giờ em test luôn, xin mời anh em thưởng thức chất âm một dòng súp hơi, dòng đẳng cấp từ 220 cùng 100. Xin mời anh em. Đây em test trầm này, cực kỳ uy lực, đánh rung mái tôn này các bạn. Thực sự là mái tôn này em đánh rung mái tôn luôn. Dòng này đánh đổ tường luôn. Đây anh em nhìn này, đây em nhích một tí này, đánh đổ tường rồi. Tiếng như bên ngoài luôn, đổ tường luôn anh em ạ. Đây dòng anh em phối lờ này, đổ tường luôn. Ok các bác, xin mời các bác tiến đến phần nội thất của dòng súp hơi đẳng cấp TF Audio. Cái mặt ngoài nó sử dụng một lớp lưới này, lưới là một lớp lưới chống bụi cho nên là bắt nó rất là còn mới anh em ạ. Dòng này là dòng VIP rồi. Đây giới thiệu các bác, đây là nội thất của dòng súp hơi đẳng cấp VIP 1 bát 40 anh em nhá. Nó sử dụng 4 lỗ thông hơi này. Thật sự em nhìn thấy cái lớp sơn nó đánh giá rất cao, sơn sần cát mịn đánh giá sờ rất sướng. Và một bát 40 cấu hình rốn em thì rốn rất to, cấu hình là gân vải 3 sóng em, lớp sóng rất đẳng cấp, sử dụng cái lớp sóng rất đẳng cấp em nhá. Và đây này, dây dược rất chắc chắn này, dòng chất lượng, bên trong một lớp bồng rất là chắc chắn này, chất lượng luôn đấy. Và đây là cái bát của nó, thật sự là bát này phải hạng 1 hai người BBB được. Thật sự là dòng này một tay em cầm rất chắc chắn, không bê được luôn. Vì dòng này anh em nhìn em này, anh em chỉ cần nhìn nhau cái cấu hình này, thật sự là đánh đổ tường luôn. Dòng này anh em ghép loa 40-30 đánh đổ tường luôn. Cấu hình là sử dụng một bát 40 nhưng mà từ anh em nhìn này, từ 220 ạ, từ 220 côn 100 cơ anh em nhìn này, côn 100 nhện vàng. Dòng này anh em ghép nhạc cũng như là đánh tức ngực luôn. Còn anh em có số lượng 50 quả, anh em nào làm số lượng đặt hàng có thể kết bạn qua Zalo, anh em làm số lượng về bán lại có thể kết bạn Zalo cho em. Đấy, còn giá là em bán anh em giá là còn là 4.500.000 đồng một quả, 4.500.000 đồng một quả súp hơi bát 40 nhá. Con này là bản từ 220 ạ, không phải từ 19 đâu, từ 220 côn 100. Anh em nhìn cái xương nhôm đúc này, xương nhôm đúc rồi nhá, đánh đổ tường luôn. Ok các bác, đấy thùng nước rất sâu anh em nhá, thùng rất sâu luôn, giá khuyến mại chỉ còn là 4.500.000 đồng. Ok các bác đặt hàng nhanh tay liên hệ qua tổng đài Đức Trung Audio qua số điện thoại là 0911 443 66. Em ưu tiên các bác nào chốt qua Zalo này, nhắn tin qua Zalo cho anh, cho em là cho anh đặt một quả súp hơi từ 220 cùng 100 là ok ạ. Giá cho còn là 4.500.000 đồng một quả súp hơi đẳng cấp VIP 1. Dòng này em đánh đổ tường luôn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác vào một video ngày mai.